Thưa quý vị, thưa các bạn, với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, đề tài khoa học cấp bộ hoàn thiện công nghệ chiết xuất curcumin từ nghệ vàng Cucuma longgalin của Việt Nam để sử dụng trong thực phẩm và dược phẩm đã được hoàn thành. Đây là một thành công lớn trong việc nâng cao hiệu quả của dược phẩm thiên nhiên đối với sức khỏe con người, đồng thời giúp cho người nông dân yên tâm hơn về đầu ra của sản phẩm. Đây là sản phẩm curcumin của Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Bộ Y tế cấp để lưu hành trên thị trường. Sản phẩm này là kết quả của đề tài khoa học cấp bộ hoàn thiện công nghệ chiết xuất curcumin từ củ nghệ vàng Cucuma longgalin của Việt Nam để sử dụng trong thực phẩm và dược phẩm. Sản phẩm do Trung tâm Hóa thực vật Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam chiết xuất từ củ nghệ vàng Việt Nam được các nhà khoa học đánh giá là có chất lượng cao hơn hẳn sản phẩm cùng loại được nhập khẩu bởi sự đa dạng về thành phần các chất curcuminoid có trong sản phẩm. Các chất này có tác dụng hiệp đồng làm tăng hoạt tính sinh học, làm tăng khả năng chống viêm, chống khối u, chống oxy hóa. Để có thể đưa được sản phẩm curcumin ra thị trường tiếp cận với người tiêu dùng như ngày hôm nay viện chúng tôi đã đạt được, đó là cả một cái chặng đường rất là gian nan vất vả mà lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ công nhân viên trong viện chúng tôi đã phải nỗ lực vượt qua. Ngoài ra thì cũng phải khai thác thêm các cái chức năng rất quý báu của hoạt chất thiên nhiên. Chúng tôi đang có những cái đề tài, những dự án và những cái hợp tác quốc tế nghiên cứu về vấn đề chiết xuất và bán tổng hợp các cái hợp chất thiên nhiên để thành các cái sản phẩm chế thuốc trừ sâu sinh học phục vụ cái chương trình nông nghiệp xanh hiện nay đang rất là phát triển. Ngay từ năm 2005, các nhà khoa học Việt Nam đã triển khai công trình chiết xuất hoạt chất curcumin từ nghệ vàng. Tuy nhiên, ở quy mô thí điểm nên lượng curcumin làm ra chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Trước tình hình đó, năm 2006, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Hóa thực vật, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam đã đăng ký và thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước về hoàn thiện quy trình công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất một số sản phẩm từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên phục vụ cho các ngành công nghiệp dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm. Đề tài đã được nghiệm thu và đạt kết quả xuất sắc. Để đưa kết quả nghiên cứu khoa học và sản xuất, Trung tâm đã tập trung hoàn thiện quy trình chiết xuất, chế tạo và lắp đặt thiết bị ở quy mô công nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản xuất. Cho đến nay thì tôi cũng theo dõi nhiều các cái đơn vị nghiên cứu để chiết curcumin, nhưng mà phải nói rằng là cái dây chuyền của Viện Hóa học nghiệp là sản xuất với lại cái số lượng lớn nhất, tương đối hoàn chỉnh nhất so với lại các dây chuyền khác ở Việt Nam để sản xuất curcumin. Nó đã được một phần tự động hóa về cái việc chiết, đưa dung môi vào, rồi lấy dung môi ra, rồi cất loại dung môi. Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam thì chúng tôi đã được hợp tác rất lâu rồi, khoảng 7 năm, 10 năm nay rồi. Thì trong cái quá trình hợp tác thì cũng áp dụng một số cái khoa học kỹ thuật của trên viện vào để đưa vào cái nghệ này. Cái được lớn nhất thì giữa đơn vị và các cái nhà khoa học thì có những cái là để làm sao là cái sản phẩm nó chất lượng cũng như là cái nó ổn định là cái đầu ra cho bà con. Với dàn thiết bị hiện đại, năng suất 1.000 kg nghệ khô, mẻ, sản phẩm thu được đạt hàm lượng từ 94 đến 98% curcuminoid tinh khiết, đã tạo nên một cơ sở sản xuất curcuminoid giá rẻ, dây chuyền công nghệ, nhà xưởng, phòng thí nghiệm hiện đại, tầm cỡ hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm sản xuất ra được kiểm nghiệm chất lượng chặt chẽ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế về vệ sinh an toàn thực phẩm, đã không chỉ được thị trường tin dùng mà còn là nguồn nguyên liệu đầu vào, cung cấp cho nhiều viện nghiên cứu và doanh nghiệp dược trong cả nước. Chúng tôi đưa sản phẩm ra tiếp cận với các đối tác là những đơn vị lớn của nhà nước, ví dụ như là bên Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam, bên Viện Dược Liệu là những nơi mà chúng tôi cung cấp nguyên liệu rất là được uy tín và đã được các đơn vị đánh giá là một trong những đơn vị ở Việt Nam có đã ứng dụng được khoa công nghệ để chiết xuất curcumin. Chúng tôi đã và đang đưa ứng dụng sản phẩm đấy ra một cách phổ thông và có tính đại trà, có thương hiệu của Viện Hóa và chiết xuất đưa ra để phục vụ cho người dân tiêu dùng để hỗ trợ điều trị và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Hiện nay, Trung tâm Hóa thực vật Viện Hóa học Công nghiệp đang hoàn thành những thủ tục cuối cùng để đưa sản phẩm lưu hành rộng rãi với chính thương hiệu của mình ra thị trường, phục vụ nhu cầu của đông đảo người dùng trong nước cũng như xuất khẩu sang một số nước trên thế giới.
Thank you.